không dám giỡn đâu. Nhìn cái mặt thằng này thấy nguyên cái chữ gian tà. Về nghe. Cái gì? Con giỡn với nội đó hả? Tự nhiên tới đây rồi rồi về làm sao? Ở đây chờ nội. Ông Sáu! Ông Sáu ơi! Ơi! Ông Sáu! Để con ra mở cửa. Con chào bà Năm. Bà Năm gì? Bà nội chứ. Trước sau gì cũng là cháu dâu của bà mà. Dạ. Nhìn nhau đủ chưa? Giờ nội vô nhà được chưa? Dạ được rồi, con mời bà. Vô con. Xui. Chào bà Xui. Dạ. Ủa? Mình cũng qua nữa hả con? Dạ con. Nó mới vừa về tới, tôi kêu nó chở tôi qua đây luôn đó. Cậu đây là đây là sếp của ông Thư thành phố xuống. Dạ con chào bà. Không dám. Chào cậu. Dạ đây là anh Đăng, phó giám đốc của công ty con làm đó. Ảnh đang tính về quê để nghiên cứu dự án xuất khẩu trái cây miệt vườn đó. Dạ. Anh. Còn đây là anh Minh. Ảnh là hàng xóm của em. Ảnh đang là bác sĩ nhưng mà rất thích nghiên cứu về bưởi á. Chào Minh. Hay là hai anh mình đi ra vườn bưởi tham quan, vừa đi vừa nói chuyện đi ha. Vậy cũng hay đó. Anh cũng đang có nhiều điều học hỏi Minh nè. Dạ, anh đừng nói vậy. Đáng lý ra tôi phải học hỏi anh mới đúng. Dạ, vậy con mạn phép cho hai anh luôn. Con xin phép ông bà, con ra dùng bữa à. Dạ, dạ thưa ông con đi, thưa bà con đi ạ. Nội con đi, ông con đi. Đi hướng này nè anh. Nè. 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 Nhìn theo có thấy giống Táo Quân không? Táo Quân là sao? Một bà hai ông. Bệnh. Sếp quân Thư hai đứa đó không có gì đâu. Có thiệt là nói với ông Thư không có gì không? Thiệt. Nhưng mà tôi nhìn cái mặt thằng này gian dữ lắm đó. Không có đơn giản đâu. Ông hỏi kỹ chưa? Đáng lý ra khi ông thấy thằng đó đi theo con Thư về đây, ông phải tìm cách đuổi thẳng nó đi chứ. Ông quên ông bà xưa thường nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy không? Bén. Cháy. Bén. Bén thì có gì phải lo. Đuổi sao được mà đuổi. Nó là cấp trên của con Thư. Đuổi rồi con Thư làm giặc rồi sao? Đó 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 đó, đó. Thấy không, thấy không, thấy không? Cái kiểu nói này của ông là ông chấp nhận cái thằng đó rồi phải không? Thôi được rồi, tôi về. Vậy chưa gì hết nói vậy cái đông đỏng à. Cái gì? Bữa nay ông dám nói tôi nhảy đông đỏng hả? Thôi được rồi, để tôi ra tôi kêu cháu nội tôi về luôn nè. Nè, nhưng mà chưa có ăn cơm. Không có cơm nước gì hết trơn á. Nhìn mặt là thấy ghét rồi à. Bực quá đi về. Năm bà Thu Hà. Hình như là má có ý cho thằng Minh lấy con Thư làm sao á. Chắc vậy đó. Cho nên má cứ ép nó đi qua nhà anh Hai Thạch hoài à. Thôi kệ, đứa nào lấy cũng được, miễn làm xui được với bên bác Sáu cho má vui. Nhưng mà phải coi bên đó có chịu không cái đã. Rủi nó không chịu không sao. Bà đừng có lo, thằng Minh nó hiền như cục đất, với lại chưa có người yêu thì chắc nó cũng đồng ý thôi mà. Bực bội quá đi. Thôi mà nội. Bộ nó tưởng là
đẹp trai, con nhà giàu rồi biết được chút ăn nói là hơn cháu của nội sao? Có chuyện gì vậy má? Thì con Thư đó. Thư nó làm sao má? Nó dẫn một cái thằng nào ở thành phố gì à, nó nói là đồng nghiệp của nó, nhưng mà theo kinh nghiệm của má thì sao má? Thì hai đứa nó có tình ý nhau chứ sao? Con Thư nó làm gì sao được? Nó đã có hôn ước với gia đình mình rồi. Nó làm vậy chẳng khác nào coi thường gia đình mình quá rồi. Thôi, vậy con phải qua nói chuyện với hai Thạch mới được. Kìa ba, tự nhiên vậy, có chuyện gì đâu ba? Con với Thư cũng đâu có gì với nhau đâu. Thư phải có quyền của bạn trai chứ. Không ấy, con thấy gia đình mình quỷ hôn ước với bên đó đi. Cái gì? Ăn nói gì kỳ vậy? Bộ con sợ con thua cái thằng đó hả? Dạ không, con không sợ thua ai hết trơn á. Nhưng mà Thư có quyền quyết định của cô ấy. Với lại con thấy gia đình mình đừng có gì cái tờ hôn ước đó rồi làm khó gia đình ông Sáu vậy. Ăn nói không ra làm sao hết trơn á. Hôn ước là giữa hai gia đình, bây giờ con nói quỷ là quỷ làm sao? Con sống ở thành phố con hiểu, Thư phải khó khăn lắm Thư mới tự học rồi sinh sống và làm việc ở trển. Cho nên con nghĩ mọi người tôn trọng quyết định của cổ đi. Minh à, con không có được nói như vậy. Đây là cái chuyện danh dự của hai gia đình. Hôn ước có quỷ hay không cũng do người lớn quyết định. Con là phận con cháu, con không có quyền có ý kiến như vậy. Nhưng mà tụi con cũng lớn hết rồi, tụi con có quyền quyết định của tụi con chứ. Chứ bây giờ ba nghĩ đi, không yêu nhau lấy nhau về làm sao mà hạnh phúc được. Nội với ba má cũng nên tôn trọng con chút đi. Anh nè, Minh. Vậy rồi làm sao? Làm sao không biết làm sao? Ăn tự nhiên nha con. Dạ. Ba, sắp tới con với anh Đăng đang tìm đường xuất khẩu cho trái cây miệt vườn, trong đó có bưởi Nam Roi đó ba. Vậy hả con? Dạ. Dạ đúng đó bác. Nếu mà dự án này thành công á, thì công ty của con sẽ thu mua hết bưởi trong hợp tác xã đó bác. Cái thằng muốn lấy lòng cha con Thư hả? Đừng có hỏng. Còn ông nội nó nữa anh chị. Như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà nghe nói chất bảo quản thì mắc tiền lắm, rồi bao bì thì phải đúng tiêu chuẩn nữa, phải không con? Dạ đúng đó bác. Mọi nông sản xuất khẩu á, thì phải sử dụng chất bảo quản, mà chất bảo quản thì phải đạt chuẩn là không độc hại nè, rồi không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Như vậy nên giá thành cao lắm đó bác. Nhưng mà chất bảo quản đó thì mình có thể kiếm ở đâu con? Dạ mình nhập từ nước ngoài về. Hiện nay thì nước mình chưa có. Đây cũng là lý do tại sao hàng nông sản xuất khẩu của chúng ta bị hạn chế đó bác. Mặt thấy ghét. Bác đừng có lo. Sau khi xem xét thực tế thì con sẽ liên hệ với trung tâm sinh học. Con tin là họ sẽ điều chế ra chất bảo quản, rồi mình hạ giá thành trái cây xuất khẩu xuống. Như vậy mình mới mong là cạnh tranh các nước khu vực chứ. Ba, anh Đăng đã hứa là sẽ làm. Thật ra thì anh Đăng chính là phó giám đốc công ty ủy thác xuất khẩu mà con đang làm. Và xuất khẩu trái cây cũng chính là mục tiêu sắp tới của công ty con đó ba. Phó giám đốc thì phó giám đốc chứ, làm như phó giám đốc là ngon. Còn trẻ như vậy mà làm phó giám đốc rồi. Ba, lớp trẻ bây giờ giỏi thiệt ha. Ủa ba, sao ba ăn ít vậy? No rồi. No đi đâu? Đi qua nhà chồng tương lai con chứ đi đâu. Còn cậu á, lát nữa ra khách sạn mà ngủ. Con Thư nó đã đính hôn rồi, cậu ngủ ở đây không có tiện cho cậu lắm đâu. Nội, anh đang là bạn của con mà. Không dám bạn đâu. Con đừng hòng qua mắt nội. Chút nữa ông nội về, ông sếp này phải ra khách sạn ngủ. Không có nói nhiều. Bác xin lỗi con, mong con thông cảm. Nhà chồng tương lai của con Thư á, cũng ở Cù Lao Bưởi gần đây nè. Nếu họ biết được thì sợ rắc rối cho nó. Dạ không sao đâu bác, con sẽ không làm phiền bác và em Thư nữa. Con xin phép về ạ. À không, ăn cơm xong rồi hắn về. Dạ con no rồi, xin phép bác. Nè. Anh Đăng. Anh Đăng, anh nghe em nói nè. Thiệt ra thì chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Hôn ước đó chỉ là do ông bà sắp đặt, chứ em không có đồng ý. Nhưng mà dù sao thì em cũng phải nghe lời gia đình thôi.
Anh thấy mình là một người tốt. Anh chúc em hạnh phúc. Anh phải tin em chứ. Em, anh Minh á, không phải là người đính ước của em, mà là em trai của anh ấy. Nhưng mà cả hai tụi em, nói chung là anh Minh á, anh chỉ vì gia đình mà làm hôn ước giả với em thôi. Em nói thật không? Ừ. Vậy rồi em trai của ta đâu? Em trai của anh ấy cũng vì không thích chuyện này nên bỏ lên Sài Gòn luôn rồi. Tuy là hai đứa em chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mà cả hai cũng không đồng ý. Anh xin lỗi. Đúng là hồi nãy anh có cảm giác là mình bị xúc phạm. Bây giờ thì anh hiểu rồi. Anh không giận em chứ? Anh không giận em đâu. Nhưng mà bây giờ anh phải về Sài Gòn, bởi vì có công việc ở công ty. Khi nào em lên á, gọi điện cho anh ra bến xe đón em nha. Thôi em vô nhà đi, đừng suy nghĩ gì nữa. Em phải tin một điều là dù thế nào đi nữa anh vẫn yêu em mà. Anh về nha. Anh đi đường cẩn thận nha. Đang đâu? Anh đang về thành phố rồi. Ủa sao vậy? Tôi tưởng là anh đang còn ở chơi lâu lắm chứ. Ông tôi đâu có đồng ý. Tất nhiên rồi. Ở đây được rồi không? À, ê gì? Một chút nữa chụp xong á, mày về trước đi nha. Tao có việc, tao chưa có về đâu. Trời ơi, cậu đi nhậu thì có chứ đi công việc gì? Tao đi đâu kệ tao, nhiều chuyện quá đi. Cậu quá đáng, ngày nào cũng bắt tôi chờ tới khuya rồi còn đi nhậu về hả? Ối mửa tùm lum, tôi cũng là người dọn nè. Cậu làm quá hả? Tôi về quê tôi chăn bò còn hơn à. Ê mày, ý mày là tao thua con bò nữa đúng không? Này cậu nói tôi không có nói nha. Mày vừa nói xong, mày nói thà là mày về quê mày chăn bò còn hơn là mày theo mày giúp đỡ tao. Thôi cậu muốn nghỉ sao cậu nghỉ, mà tôi nói trước cậu hai về đó, cậu coi chừng á. Xong rồi kìa. Xuống bọn. Xuống nhanh lên, để cô lên. Ừ. Lên đây chị. Ở cái shot này anh muốn em thật là lạnh lùng ha, thật lạnh lùng và cá tính. Vậy nha. Rồi, đẹp lắm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đẹp. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, tạo gián tiếp đi em sao vậy? Xong chưa anh? Sách xong rồi. Nhưng mà em mệt quá rồi, thôi nghỉ đi anh. Nghỉ sao mà được, anh đã hợp đồng với người ta là phải giao tới 50 tấm lận, báo mạng rồi tạp chí nữa. Trời ơi, 50 tấm, em chụp xong chắc là em chết quá à. Anh nhìn em nè, đuối muốn chết rồi đó. Thôi coi. Cái anh này kỳ quá à. Thôi nghỉ đi, mình đi vui vẻ nha. Nha anh. Nha. Được rồi, đi thì đi. Em ra ngoài chạy chút xíu. Anh thu xếp ở đây cái. Anh nhớ ra nha. Anh nhớ đó. Bon, thu xếp đi. Tao đi à. Thiệt, hết nói nổi cái ông này, ham vui nhất trên đời. Chỉ tội nghiệp cho cô ấy thôi. Mái nhà của ốc tròn vo bên mình, mái nhà của em nguyên vàng gất đỏ. Ly giỏi lắm, cả lớp cho Ly một tràng pháo tay nào. À, Thảo ơi, con lên lấy tập mà phát cho mấy bạn giùm cô nha. Mấy bạn giơ tay đi con. Thưa cô, hai con ốc cô cầm giống ốc anh, ốc em quá. Thưa cô,
Con thấy giống như là ấp mẹ ấp cha. Cô ơi, từ nãy giờ con với tay con không được nói. Ừ, thôi à, các em về nhà nhớ học bài làm bài đầy đủ nha. Dạ yeah. Mà nè, nhớ phải chép bài nộp lại bài con ấp cho cô yeah. nha. Ừ, rồi các em được về rồi đó. Chúng em chào cô ạ. Các con về đi. Ơi mấy bạn lấy đúng qua nhà lắm. Mình chơi nha. Cô về trước nha. Đi đi lên. Đi chơi đi. Đi. Cô ơi cô có cần tụi con giúp gì không? Cô ơi, con biết nấu cơm nè cô. Cô ơi, con biết rửa chén nè cô. Con biết giặt đồ nữa nè cô. Ừ, các con giỏi lắm. Nhưng mà cô không có cần đâu. Cô biết tự lo cho mình mà. Các con về đi, về nhà nhớ học bài đầy đủ nha. Dạ. Ừ. Cô không về. Anh, em là bạn gái của anh nha. Nha. Không. Sao vậy? Bởi vì em chưa đủ tiêu chuẩn đó đâu. Anh nói chuyện ngược đời quá không? Em không đủ chuẩn hay là anh không đủ chuẩn? Hả? Anh không cần bạn gái. Còn chuyện tình yêu, anh chỉ muốn vui vẻ với em thôi. Thôi cũng được. Không yêu thì không yêu. Nhưng hôm nay á, em đang muốn đi nhảy nè. Anh đi với em nha. Nha. Đi nhảy hả? Ừ. Ờ nhưng mà anh đang trái túi rồi. Em đi mình đi. Hôm khác nha. Hey, đừng có lo. Mình cứ đi là có người trả tiền à. Làm gì mà có người nào tốt dữ với em. Thì cứ đi với em đi. Có người đưa tiền cho liền à. Bao nhiêu cũng có đó. Nếu vậy thì đi thôi. Nhóc Bưởi à, mày hy sinh cho tao làm thí nghiệm nha. Nếu thành công thì Dừng Bưởi nhà tao có hướng đi mới rồi. Lúc đó công lao của mày là lớn nhất đó. Hư. Ủa anh đi đâu đây?
Anh đi đón em nè. Trời ơi. Lên xe đi. Làm sao anh biết em lên Sài Gòn mà ra bến xe đón em vậy? Vĩnh có tay trong mà. Tay trong? Ừ. Là ai vậy? Anh Ba Đen đó. Anh Ba Đen á hả? Ừ. Ủa mà anh gặp anh ấy hồi nào? Thì lúc từ nhà em đi ra ngoài chợ, anh thấy anh Ba Đen rồi nhờ anh luôn. Anh nhớ mặt anh ấy hả? Tất nhiên là phải nhớ rồi. Em đừng quên điều quan trọng trong nghề của mình á, là luôn luôn quan sát và ghi nhớ. Em hiểu rồi. Anh đã nhờ anh Ba báo cáo mọi chuyện của em cho anh biết chứ gì? Không phải tất cả mọi chuyện đâu, nhưng mà anh đang chờ em lên để bàn với em một chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy anh? Muốn biết chuyện gì hả? Bây giờ đi ăn ha. Anh đó nha, anh giống như một nhà văn vậy đó, gợi mở để người ta tò mò, sau đó dẫn dắt câu chuyện từ lối này qua lối khác, cuối cùng kết thúc dở ẹt. Dạ mời chị Dùng ạ. Cảm ơn. Dạ. Em cho hai ly trà đá nha em. Dạ đợi chút. Em ăn đi, bún cá rau đồng ở đây ngon lắm đó. Sao anh biết quán này hay quá vậy? Thì anh sắp làm rể miền Tây rồi, anh phải học ăn món miền Tây chứ. Ừ, em có giỡn đâu nha. Mà lúc nãy anh nói anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với em mà. Thật ra đó, việc anh đưa em về Vĩnh Long để tìm hướng đi cho trái cây miệt vườn không chỉ có lợi cho người dân mà còn tốt cho công ty nữa. Ừ, đúng rồi. Vậy đó, mà có những kẻ trong công ty nó xuyên tạc chuyện này. Nó nói anh về miền Tây á là vì tình cảm riêng tư với em. Có phải chị Linh không anh? Linh chỉ là một trong số họ thôi. Em biết rồi đó, anh ngồi cái ghế phó giám đốc công ty có nhiều người khó chịu lắm. Vậy bây giờ em phải làm sao? Em không phải làm gì cả. Có điều là sau này đi vào công ty em phải thận trọng hơn. Em hiểu rồi. Khi nào mình muốn gặp nhau á, anh sẽ hẹn em bên ngoài công ty được không? Dạ. Sau này khi kế hoạch của chúng ta thành công rồi đó, anh sẽ đề bạt em lên trưởng phòng marketing. Lúc đó đó thì không sợ ai nói xấu chúng ta nữa. Hư, ăn xong anh đưa em về nhà nha. Thôi khỏi, em đi taxi về được rồi, chứ mất công người ta thấy là dị nghị nữa. Thôi mà, đừng có giận anh nữa. Hư. Em. Thôi mà, bưng nước đi. Cười cái coi. Ủa, cậu kiếm ai vậy? Dạ con kiếm Thảo Trang. À, hai mẹ con nó trả nhà cho người ta đi rồi. Ủa, vậy cô có biết họ đi đâu không cô? Tôi không có biết, nhưng nghe đâu á là cô Trang quen một người giàu có lắm. Ổng đưa hai mẹ. Vô.
Tiền ở đâu mà dẫn anh đến đây chơi hoài vậy? Tiền là cái gì? Tiền không là nghĩa địa gì hết á. Nên vui được á thì cứ vui đi anh. Vô. Anh hai. Vui gì? Để em phục vụ cho anh nha. Ê, không được nha mày. Trời ơi, chị phục vụ độc quyền rồi, em phục vụ riêng cho ảnh mà. Thuốc thần tiên này thử lần đi anh, đã lắm á. Đi chỗ khác đi. Ê, tao cấm mày vậy chưa? Đi chỗ khác chơi, đi. Làm gì dữ vậy? Anh thấy trong đây phức tạp quá, đi chỗ khác chơi đi. Anh cứ việc ở đây chơi với em đi. Đi đâu cũng vậy à, đúng không anh? Ở đây phức tạp quá. Thôi mà anh, ra nhảy với em đi. Thôi vậy. Đến khi vào bước đường cùng thì đừng có gian xin tôi. Em thấy công việc của ông Du sao? Dạ sao là sao? Thì nó ổn định không? Kiếm được nhiều tiền không? Dạ mối thì cũng nhiều lắm, tiền thì cũng nhiều, nhưng mà cuối cùng không còn nhiều hết á. Là sao? Thì cậu ba lấy tiền nướng vô mấy quán nhậu hết trơn rồi. Em khuyên cậu ba quá trời mà cậu ba có nghe đâu. Tính của thằng Du là vậy á, không có thay đổi được nó đâu. Còn em sao? Không lẽ em suốt đời cứ đi theo nó? Sau này em cũng phải có vợ, rồi em cũng phải kiếm một cái nghề đàng hoàng để lo cho vợ con em chứ. Dạ em thì em cũng tính phụ cậu ba thêm vài năm nữa, rồi em về quê mần ruộng. Mà em thật sự không thích ngày nào ở đây hết hả bọn? Dạ. Cậu hai, hỏi em thiệt hả? Chứ ai nữa, qua đây coi. Dạ. Sao, không thích học nghề gì hết hả? Dạ thích cũng có thích, nhưng mà đâu có tiền đâu học. Vậy chứ em thích nghề gì? Em hả? Ừ. Em thích làm nghề tạo mẫu tóc, giống như Mr. Đàm vậy á. Sau này á, em sẽ vừa hát nè, vừa làm tóc, người ta sẽ gọi em là Mr. Bòn. Vậy thì kiếm chỗ nào dạy nghề đó đó, học đi, anh cho tiền. Cậu cho tiền em hả? Ừ. Thôi nhưng mà em không lấy tiền của cậu đâu. Sao vậy? Tại cậu còn đi học, cậu đâu có tiền đâu. Khùng quá. Anh có tiền để dành mà, lo gì. Em cứ đi học đi, biết đâu sau này em học giỏi rồi á thì cho anh mượn lại, hay là cắt tóc cho anh trừ nợ cũng được. Sao? Ok cậu. Quyết định vậy nha. Dạ, cảm ơn cậu trước. Đã chốt đã lỡ yêu em rồi, con tim ta đã trao em rồi, lang thang bước với nhau bởi trái tim ta tật nguyền thầm. Chị cậu, mày làm gì nhe răng như khỉ ngớt vậy? Đâu gì đâu. Bòn vậy? Nhìn cái bản mặt mày tao nghi lắm nè. Mày giấu chuyện gì? Khai ra. Mày lấy tiền của tao phải không? Đâu có, tôi đâu giấu cậu gì đâu. Chỉ cười không cậu cũng không cho nữa. Tao nghi lắm. Nghi gì? Bon. Du, kệ nó đi. Ngồi xuống nghe nói chuyện nè. Có chuyện gì em đang bận lắm. Ngồi xuống. Sao dạo này á, ngày nào em cũng say xỉn hết vậy? Vì công việc thôi. Công việc gì? Công việc gì mà nhậu từ ngày này qua ngày khác? Công việc của em là công việc gì anh biết không? Ở đó mà hỏi han. Công việc gì thì cũng vậy hết trơn á. Phải chuyên tâm cho nó thì mới làm tốt được. Nhậu vậy hoài á thì thời gian đâu mà làm việc. Anh thôi đi, công việc của em kệ em, ai cần anh quan tâm. Nhưng mà anh có trách nhiệm phải lo cho em. Hồi trước em ở dưới nhà thì không sao, lên đây rồi phải nghe lời của anh. Mà em ăn nhậu vậy á, tiền đâu mà ăn nhậu. Lo gì, có phải tiền mình đâu, tiền của người ta. Đó, vấn đề là ở chỗ đó đó. Không có ai cho không mình cái gì hết trơn á, ngoài trừ gia đình mình. Em coi chừng bị mất bẫy người ta đó. Anh thôi đi, đừng có lên mặt dạy đời nữa. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em đã hơn 18 tuổi rồi. Em đủ tuổi để mà đứng trước pháp luật, chịu những hành vi của mình. Được chưa?
không cần quan tâm nữa đâu. Du, nghe nói đã, ngồi xuống. Chuyện gì nữa? Được rồi, vậy thì anh sẽ nói chuyện với em một cách công bằng, giống như hai người bạn, được chưa? Em thấy á, hai anh em mình không có điểm chung gì hết á. Nhiều khi em tự hỏi không biết á, anh với em có phải là anh em ruột không nữa. Ăn nói gì kỳ vậy? Thôi em đi làm à. Không đi làm không. Bon. Gì? Mày nói gì với anh tao? Để ông la tao vậy? Tôi nói gì đâu. Mày á, coi như tao nha, nói tầm bậy tầm bạ, tao đuổi về quê. Về quê mừng ruộng nghe con. Muốn sao? Thôi. Một sự nhìn mình chính sự nhục mà. Ủa quên, chính sự lạnh. Muốn quýnh hả mày? Về gặp đại ca tao rồi tính. Thôi, mày ngoan ngoãn theo tụi tao nghe chưa? Sao mày tàn bạo ra em vậy? Ủa, cô Phi Anh, mũi bọn nè. Vô đây, anh hai đang chờ hai anh đó. Vô đi anh. Đây có phải là hình ảnh của em không? Trong vòng một tuần mà cậu uống hết 25 chai rượu Tây là sao? Mày im đi. Rồi lấy đâu tiền trả người ta? Tao nói mày im đi. Cậu không lo nhưng mà tôi lo nè. Mày nói tiếng nữa tao cho mày đi bộ về luôn á. Chào chú. Cậu làm giỏi lắm. Cậu Du. Dạ. Cậu ra ngoài tôi nói chuyện với cậu một chút. Dạ. Thế nào ông chủ cũng giới thiệu show cho cậu ba làm. Mà có show là mình có tiền. Sao? Dạo này làm ăn khá không? Dạo này làm ăn cũng được đó. Nhìn cái lượng hình cậu rửa là tôi biết cậu làm ăn được rồi. Mấy tháng nay cậu không trả tiền cho tôi. Tại gần đây nhiều việc quá cho nên tôi quên mất. Quên à? Chuyện tiền bạc không nên quên như vậy. Tôi hy vọng là cái vụ tiền bạc này không nên nhắc lại lần nữa. Cháu biết rồi. Tốt. Em... cho em lấy chìa khóa phòng. Chị Linh lấy rồi. Người ta đi làm nửa buổi giờ này mới tới. Nhìn tôi gì? Vô làm đi. Em chào chị Linh. Chào mấy chị.
Alo. Tao nè. Thì điện để nói chuyện chơi với mày chứ làm cái gì. Nhỏ này. Vậy ha. Thì đi đi, mệt ghê. Chị Linh, đây là cái hồ sơ mà em thu thập được từ cái hợp tác xã trồng trái cây với chị. Chờ tao chút nha. Thì để đó đi. Có cái gì đâu mà gấp gáp. Có gấp á thì qua phòng Đăng ổng làm cho. Alo, tao nè. Khùng hả? Mới có 8 giờ làm việc gì? Nói nghe nè, vui lắm. Hôm qua hả, tao mới mua được cái đầm màu đỏ đẹp lắm. Mời chị vô. Chà, nhà lớn đẹp quá ha. Ờ, đúng rồi, nhà của người ta mà, nhà này tụi tôi mướn. Hả? Nhà mướn? Thôi không được đâu rồi nha. Nhà mướn, nhưng mà tụi tôi mướn 4-5 năm rồi, yên tâm đi. Phải không? Ừ. Tôi tên Lan, hai cậu tên gì vậy? Ờ, tôi là Du. Bòn. Cho coi chứng minh đi. Chứng minh nữa. Nè. Đó. Ủa, quê Vĩnh Long hả? Ừ. Có gần vườn bưởi không? Trời ơi, ông tôi hả? Là chủ vườn bưởi lớn nhất ở Vĩnh Long đó. Thôi, đổ dừa thôi cha. Nhà không ở đi ra kho đạn mở. Con chủ vườn bưởi mà đi mượn tiền chi cho khổ vậy? Mượn nhiêu? 40 triệu. Lời 10% đó nha. Ủa, 10 phân là cái gì? Thì 1 triệu là mỗi tháng 100 ngàn đó. 1 triệu 1 tháng 100 ngàn. Trời ơi, vậy 1 tháng trả 4 triệu hả? Vậy chứ muốn nhiêu? 400 ngàn hả? Không chịu thôi. Thôi, được rồi, 10 phân thì 10 phân. Nè, coi đi, đồng ý thì ký vô. Nè. Đủ 40 triệu đó. Chị ơi, cái cọc này 10 triệu, thiếu 500 ngàn.